Lên cái máy này của tôi mới đang để là 8 giờ rưỡi sáng, lại tiêm tới 12 giờ trưa đi nè. Ok, bye bye. Tiếp tục. Mới nghĩ ra một trò chơi rất là vui, đó là live stream Comrade Hood. Đó chính là trò ma sói trong Buda. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi trò đó nữa. Ai mới AFK kìa. Ủa có một số người up hết trơn rồi, up giá nhiều quá vậy. Sao hồi nãy hứa chơi với tôi mà, kì vậy. Đâu, nè. Có một số bạn ao à. Ờ, Bảo đâu. Bảo ao rồi, Bảo hôm nay đi canh rồi. Bánh nóc còn 8 người đủ rồi, giờ mình vô khu đời đi. Ok, 8 người vô chơi được. Rồi, tiếp tục live stream nha. Mọi người share live stream giúp mèo nha. Chơi cái trò builder phòng ao hút. Phòng một. Phòng một cái cầm. Ngồi một mình ở căn phòng tối này thật là sợ ma quá đi mọi người ơi. Đây nè, hút đi, chắc thật rồi. Hút đi. Hả? Nói sợ ma quá à. Đừng có sợ mèo, đừng có sợ, có hai con mèo cầm lên kìa. Mình cứ tương tự với em đây đi. Thì tương tự với em ở đây thì cũng không hết sợ được đứa nào. Em là mặt em như ma da em sợ chứ. Ok, hôm nay mình chơi lớn luôn, live stream tới sáng hôm sau luôn nha mọi người. Rồi tập trung rồi, ảnh nè, tập trung đi. Tiếp tục trò chơi của ngày nào. Tóc chị đẹp quá là em lúc vàng đúng không? Người ta đứng là nhìn nè. Đây rồi, lên mọi người xem live stream với mẹ đi. 5, 4, 3, 2, 1. Không rồi, ai mua đơ, ai đi check tiêu gì đó, đứng ra. Ai mua đơ giơ tay lên. Xếp hàng đi. Không kiếm ra nè. Tôi chắc chắn là hero để bắn tôi luôn nè. 2, 4, là 6 người, 7 người. Ôi có 2 người có cung vậy? Có cung chứ hả? Thì 2 mua đờ mà. 2 mua đờ. Để đi làm cung nha mọi người, để đi làm cung nha. Để đi làm cung, quên lại đây, quên lại đây. Dạ làm cung, cô không được gian gian móc cung ra nè. Ê, sao thấy đây có 7 người vậy? Hồi nãy nó sẽ vào 8 người mà. 7 người được rồi, 7 người được rồi. Ok. Rồi bắn đi mọi. Nghi ngờ ai? Nghi ngờ người nào bắn đi. Mọi người xem kiếm mẹ nha. Chị hay quá. Không phải chơi gì luôn á. Chưa chơi gì luôn mấy em. Ông nát ao à, ông nát ao vậy. Đứng ngay nè, tất cả đứng ngay nè. Anh gì mình đau kìa. Tất cả đứng ngay. Ừ. Anh gì mình đau đi. Tao, wow. Đang đánh nhau. Một phát một chúng nhau đi đâu luôn. Ngạc nhiên chưa. Wow. Ê, cái trò đánh đập nó vui quá vậy. Tao lại bắn em. Tính ra anh nãy giờ ai cũng chanh bắn em luôn á. Không, tại em dễ thương quá, bắn cũng quá. Ủa sao nát nè, em vô kìa em nát. Nát ơi. Ông đó, ông tưởng mình không phi ba, ông không vô cái gì á. Ê, cái trò đánh đập nó có lý quá à. Hình như mình sai vòng tròn, cái là cung tự ba đến bù đơ luôn á. Hồi nãy ông này nè. Hồi nãy ông này nè. Sai vòng tròn, vô phòng 1 hả? Phòng 1 tiếp. Không vô phòng 2, phòng 2 cũng vô. Ủa phòng 1 sao vừa vô 3 chút giật vậy? Phòng 2 nó không có rồi, vô rồi. Phòng 1 vô. Ai mà tôi không chịu để thả. Xe đăng ký giúp mẹ nha mọi người, xe đăng ký giúp mẹ nha. Em nào giảm bớt thì tôi cũng lại cho mày. Trên cái đường chạy bộ không chứ. Rất là khó chịu của mình. Bởi vì xui vậy, bởi vì. Đó. Ê, ông ơi, tay bê đi vô, chụp 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 chụp. Để gì đây, tôi đang ở dưới lâu đài nè. Mọi người ơi, tôi đang ở ngoài lâu đài nè. Ông làm gì, ông xuống dưới lâu đài ông đứng nè. Rồi đó, là hay dễ chịu hơn chưa. Xe ra cho dưới mẹ nha mọi người. Tôi đi tách tiêu nha, Rồi, xếp hàng. Lên sẵn xếp hàng. Anh hứa bắn chết ai, anh hứa chết mấy em. Không ai chơi đá trim mèo nha mọi người, đá trim mèo buồn lắm luôn á. Ôi sao em bị đứng máy rồi. Không có chơi đá trim nha. Rồi, Fobby bị đứng máy rồi, rồi xong TB là hết chưa. Rồi. Rồi, tôi nghe Fobby bị đứng máy rồi. Ủa, có thấy em ở trong game không? Có, thấy em đứng chừng dần ở đây nè. Rồi, bắn đi. Rồi, xong nè, đứng xếp hàng ơi. Bắn ở đây coi có ăn nhầm gì được không. Các bạn ơi nè, tôi biết chăn này mù đờ luôn nè. Tôi gọi là mở lên trước đứng kìa. Đúng không? Em có cái tool mù đờ, em đón hỏi cái ai mù đờ đúng không? Em đón hỏi cái cầm cung hay cầm được cung? Cầm cung hả? Ok, hồi nãy tôi gọi lên cầm cung hả nha. Anh bắn đại đi. Ủa sao không bị đập xuống em? Như vậy? Đứng vậy chứ không. Ê, đúng không? Em lậm vàng bên này, em đón hỏi cái anh đây đúng không? Em đâu có điều khiển đâu chị. Tao hết tao, em không điều khiển hả? Ờ, vậy là em bị crash rồi, em bị crash game á, rồi em vô lại đi. Cái ông này nãy giờ đúng rồi. Rồi, em đó rồi, em đứng đó, em chỉ cho anh ơi, em chỉ thôi đâu. Không được, thôi, cầm cung bị đứt tiếng rồi. Rồi, xong vậy anh đón nha, né ra đây hero. Né rồi. Ôi, gì vậy? Trời ơi, sao giờ trò này dễ quá vậy? Có gì chạy á? Tôi đang nghe rồi, tôi nói cho ông không đánh đó, cuối cùng bắt cái bập trúng ổng luôn. Cái đông người á thành hai mua đờ khó. Gì tôi ngọc? Đông người làm hai mua đờ khó hơn gì? Đông người có hai mua đờ kìa. Thầy có một mua đờ à, đâu có hai mua đờ đâu. Đông mua đờ phòng 1 đi mọi người ơi. Mua đờ phòng 1 nữa hả? Ừ, vô mua đờ phòng 1 đi. Ok, tiếp tục. Cái trò này vui quá, xong cho phòng 2, hút phòng 2 có cái cây cũng đẹp mà. Rồi luôn, lọt luôn phòng 1. Rồi luôn, em lọt chiếc chim đa, lọt chiếc giật. Hello, tôi ngọc, chị Bạch Đa.
Rồi xong bay lên nè. Gì vậy? Ủa? Mèo nó phòng 2 không? Ông cho qua phòng 2 thiệt luôn rồi kìa. Phòng 1 có rồi không? Cái ốc cây đó kìa. Đứng đây nè. Ở phòng hợp đi, mọi người ngồi ghế đi. Rồi mọi người ngồi ghế, đúng rồi, hỏi bàn đồng. Đứng nè, mọi người đứng ghế đây nè. Đây nè, Tích Tiêu leo lên đây. Ai để Tích Tiêu leo lên tà bàn rồi nè. Rồi mọi người đứng ghế sao cho đều đi mọi người. Đúng rồi, mọi người đứng ghế đây. Chưa 10 giây mà. Đứng xuống ghế thì máy bay, nhưng mà đứng trên bàn, đứng xuống ghế. Không, 10 giây mình 10 giây mình đây à. Mọi người đứng xuống ghế kìa. Trời, Phong Bi vô hàng em, làm gì Phong Bi? Ok. Cái gì vậy? Rồi tới bay vô phòng kia, tới bay vô phòng. Đâu rồi. Phòng này nè, phòng này nè. Đâu rồi ta, phòng họp đâu ta? Tới bay tất cả đi không? Nè, phòng này. Rồi vô phòng. Alo. Ông nói gì kìa Hút? Tôi đang nghe nè, ông đang nói gì vậy? Alo. Nó AFK rồi, kể nó cho nó AFK đi. Tôi ai mua đồ? Đâu vậy? Tới đây vô đi. Rồi xong. Mèo đâu? Mèo đâu? Tới bay mèo vô đây không? Rồi, tới bay em nữa. Tôi luôn á. Rồi. Mèo đi. Tới bay vô nữa. Xuống ghế. Ông kia. Rồi xong, ông kia kệ ông đi. Rồi. Hai người kia không xuống hai ghế này đâu ạ? Ông với bà Panda đâu ạ? Xuống đây không? Ôi, đừng đứng chung. Xuống đây, tôi đứng nguyên dạng vậy nè. Tại ơi, đứng hay dưng là đứng. Rồi, bán đi. Ai mua đời, bán lại đi. Dùng quá. Ông mới xem tròn nữa kìa. Rồi, tiệc chiêu nữa. Rồi. Thôi, lụm cung. Rồi, Mốt lụm cung rồi. Tiếp. Cái trò đó đối với người ta thì nó hoạt động, chứ đối nhau không hoạt động đúng không? Cái gì vậy ông nội? Nói chuyện hả? Trời ơi! Tôi nói rồi. Xây đi. Em mua đời. Tiểu Ngọc á. Tiểu Ngọc đâu? Hero á, Bobby, hero á, Bobby. Bà Bà Đao có kiếm. Anh nói thiệt, Bà Đao có kiếm. Em bắn lại hối hận á. Không phải đâu mà. Thấy trời ơi, chịu ta Tiểu Ngọc mà nó nói rồi. Để gặp nó chưa kịp manh động thì mình đang đâm đó. Nó móc kiếm là sẵn rồi. Bắn rồi. Em móc kiếm là sẵn rồi. Đi đi em phải. Vô phòng nghe đi, phòng nghe đi, phòng họp vô nha. Ủa gì vậy nữa chứ? Vô hỏi ủa gì vậy kìa, vô phòng họp nha. Phòng 2. Vô nó họp đúng không? Vô họp. Nãy giờ ông đi mua đồ ăn. Ủa ông đi nhanh chứ hả? Ờ cho em ơi. Không, cho ông chạy xe cỡ Poppy à. Ông nào nè. Đợi xíu mới vô phòng 2 được, phòng 2 đang bị xét hay gì á. Em đi xin thôi. Em giờ nói đi mua đồ ăn cho anh ta về. Rồi em lọt thịt nhưng mà. Ủa cái map này là nguyên map thành phố thì bự luôn như vậy ta. Đó thì chứ. Sao không? Nguyên cái map mua đời mình nha. Đây chị mình nè. Trời đất ơi. Này tốt chắc mình kiếm cho mình. Một đi hai nút. Bấm hẳn thôi. Một lấp bi đi mọi người, sạc lấp bi đi mọi người. Ok, sạc lấp bi. Sạc mờ clip. Ok. Ông cho về đúng rồi, khỏi cần sạc. Cho về đi. Ok. Rồi xong. Giờ đi đâu không? Bị gì rồi? Gì vậy? Bị gì? Mà chắc mình chơi quá cái nó bị gì luôn á mọi người ơi. Mình chơi ma sói nhiều quá nó cũng bị gì luôn hả? Thôi em ngủ quá ai, bye bye. Ok, bye bye em. Trời giờ này ngủ ngáy gì em còn sớm quá. Tôi ăn bánh cái nè. Đang đợi xe cho sao luôn mà. Sao lại này thì ấy, anh thích tốt giao thừa. Đúng rồi, em thích tốt giao thừa. Em đi. Em tưởng nó chị ăn thích bánh đâu. Trời ơi, trời. Chị ăn bánh đâu. Em lại mua quay tay để em chở cái dịp này nè chị Panda. Rồi chị đang có 1 tiếng rồi, chị không có đâu. Nè, em đang ăn cái bánh nè. Rồi đang ăn cái gì vậy? Ê, mình ra 7 xe này mình giết được không? Đó. Người chết xe đi. Đừng kiếm cái nào đại đẹp á. Không được. Đang này cái kiếm á. Cái kiếm đẹp lắm. Kiếm là cái gì ta? Kiếm á. Cái chỗ mà nó thằng thằng leo lên đúng không? Đây nè, cái này nè đúng không? Rồi đúng. Nè. Trung tâm nè, trung tâm mua sắm nè. Đây đúng không? Đây. Đây. Giờ chơi vậy nè. Mỗi người đứng một rạp trong chợ. Thằng Tích Tiêu nó đi vòng chợ. Nó canh thằng nào hay ghét nó bắt đó. Ok. Tôi đi bán hàng đi. Tôi sẽ đứng cái rạp này dễ dàng mấy bánh chị Giáo Hồng ơi. Rồi tôi đứng cái rạp đầu tiên luôn. Cái rạp đóng cửa thôi. Rồi tôi đứng cái rạp đóng cửa. Đó. Cho tất cả mọi người luôn. Bố Hồng đứng đây là đứng cái ghế tôi. Hồi tôi bắn 5 triệu nha Bố Hồng. Đứng đâu hả? Ủa ai đẹp Tích Tiêu? Rạo đi. Đây. Rồi ông này đi Tích Tiêu. Vô thảm hả? Giờ muốn sống dai hay là muốn chết mau? Sống dai. Hero bắn tôi này, bắn tôi đi được tiền cái hero bắn đi tay chân được nhé. Bắn đi. Muốn sống dai hay quyền thoại hay là muốn chết nào? Ông đi chỗ khác rồi. Ông phải chạy.
Cảm ơn nha. Thằng nhỏ này cho nó rồi. Sao? Bắn áo bắn á. Thằng nắc nó làm mua được, thấy nó móc cây kiếm rồi rõ ràng. Thấy ông này im quá. Bắn đi, im quá đi. Thì bắn đi. Thì bắn đi. Ông này không chơi được miếng nữa nha. Không chơi được miếng nha, thì nó miếng luôn à. Ừ. Qua hội đe nữa. Kẹo đi đâu vậy? Trời, nó hùng quá. Để làm viên cung, Cung đâu? Mà mọi người làm cung kìa. Đó đó. Cung đâu? Cung ngay vô nắc á. Rồi. Ê, sai lầm tụi trẻ rồi, không lập được cung rồi. Để chị ra chị đậm cho. Rồi, chết rồi. Cẩn thận làm cái con cam kìa. Lầm cung mà. Ủa, tôi lập được cung chưa? Lầm rồi. Rồi. Cẩn thận đó, tôi biết ai là mua đờ á. Chết rồi, đứa học tôi đó, chết mua đờ rồi. Mua đờ chạy nè, Kìa, kẹo theo báo hồng kìa. Giết báo hồng, mua đờ. Kẹo đâu rồi, Tuấn Hồng? Giết báo hồng đi, báo hồng với Tuấn Hồng. Đó. Hai tôi nó hoạt động thiệt kìa. Cái tôi với Tuấn Hồng hoạt động thiệt kìa, đúng không? Đó. Em cầm cung lên là biết ai là mua đờ liền hả Tuấn Hồng? Cầm cung lên thì cái người mua đờ màu đỏ. Ồ, vừa đỡ lắm. Tôi đề nghị âm á, có tử á, cái mod đó nè. Cầm điện đâu cầm kiếm. Chẳng khác đi. Đây là đừng đặt tên nó là mua đờ. Đặt nó là cái ro khác đi. Ơ, mơ đồ. Cái con đó nó dựa trên cái chữ mua đờ. Cái đó để đầu tiên cho mình bàn được không mấy bạn? Ok. Tuấn Ngọc tắt tôi nó đi em chơi vui em ơi. Ok, rồi, tắt, thử mọi người ơi. Ok. Ủa trong phòng máy hả? Mình phải nhờ. Bị rách kem. Bị bắn xong cái rách kem. Rách kem luôn. Bắn xong rách kem luôn. Đuổi ra có không? Em là detective nha. Đậu xanh bằng này nè. Xuống sát luôn. Anh hút đầu. Ủa em vừa là detective không? Em hỏi anh liền. Em biết không có gì biết lộn không? Thật thử để cho xem mà biết lỗi. Chào mà chào đâu bà con. Chợ tiếp mọi người. Mọi người đứng sạp nha, đừng có giành sạp nha. Ok, không giành sạp. Rồi tôi đứng sạp đủ tôi, sạp đóng cửa tôi. Mọi người đang sạp mọi người. Ủa mọi người đang đâu ạ? Em đi tức tiêu xem vô sạp. À đúng rồi, vậy em đi vòng em lựa thằng nào á, em biết đâm đó. Mọi người đang chợ nào tôi không thấy ai hết hả? Có một chợ mà nào. Rồi tôi đi ba mấy mẹ ơi. Xe vào có hàng hách đó. Tôi ba bên cái bên đe đứng. Để hít lỗi. Tưởng Ngọc tắt cái đó đi nha, người nhà không nha. Em có lần em nhà em đâu được cung đó. Ai có tiêu vậy không Bi hả? Bi à? Bi tiêu không Bi? Tưởng Ngọc á, Tưởng Ngọc cũng là đó. Tưởng Ngọc cũng là đó Bi. Em đỏ thôi, có tác dụng với em đâu. Em mở cái này lên đâu có mua đờ, đâu có nhập nguyện đâu. Dạ, muốn sống trai là muốn chết mau. Em trả lời đi. Mắc nắc kìa. Mắc nắc kìa. Ê, ông đi đâu vậy? Giờ này đi đâu, không về nhà ngủ bạn ơi. Ông đó đó, chiên da luôn tôi thề luôn ông đó. Ta kinh kế lên rồi. Chị không có lúc nào chị làm công hết á. Cố gắng đó Tưởng Ngọc, chị thề. Thằng Mắc á. Thằng Mắc á Tưởng Ngọc. Ông đó đó Tưởng Ngọc. Mắc á. Ông đó đó Tưởng Ngọc. Chị kế lên rồi. Chị gì vậy Tưởng Ngọc? Diễn rồi. Em còn bật cái tôi đó không? Không, em không còn bật luôn á. Bật cái gì chị Hạnh kêu chị chỉ em không có trắng này mà. Ủa mắt nhật chết à. Chị Hạnh ơi. Bà một nha. Chỗ tài thấp tử nó ghê quá. Xe vào B, xe vào BC mấy em. Nhưng mà nếu có cơ hội chị sẽ cố gắng cho BE vô chơi chung luôn. BE ta hỏi mày nè, được không? Được không ông ơi? Được không? Ủa? BE thì cũng được đó. Rồi, không đơ rồi. Tài hả? Vậy là vẫn chưa có câu trả lời mấy em à. Em vào trễ. Không sao, xe đây truy giúp chị được rồi. BC đánh chết BE. Được đó. Trời, coi BE luôn. Nhưng mà BC ăn thấy BE dữ lắm, em chịu nổi không? Bắn không lại thì qua anh gửi tương cho. Chào chị nghe được cái chào em nghe. Xe đây cứ giúp em đi mọi người ơi. Mình có cái trò vui quá trời vui luôn nè. Bắn không lại. Vô chợ. Tập trung vô chợ. Anh kiếm bóc ra. Đứng tập trung thôi nha. Hãy cái sạp nào. Nhanh lên. Hai người vô sạp đi. Cho nó đỡ chặt chỗ. Đúng rồi. Hai người vô sạp đi. Không thấy sạp nào luôn nè. Rồi chia ra ba ba luôn đi. Qua đây. Đó chia ra ba ba. Rồi đứng vậy đi. Rồi nè ba người nè. Chị Bách Ta. Hai hả?
Kìa, bố Hồng kìa. Ghi lắm. Ghi lắm. Ghi lắm. Chị làm đi. Liếc á, ông liếc kêu lên kìa. Ông liếc bằng cái bên kìa đúng không? Liếc bằng cái bên kìa. Ông này đúng không? Bố Hồng nó liếc bằng cái bên đó. Cảm ơn kiếm bằng cái bên kìa. Ông có, ông cho chị ý đó. Cảm ơn kiếm nha, cảm ơn kiếm nha. Ông liếc không chỉ kìa. Đó, chơi thấy không? Đó, ông ráng cố gắng ông chỉ. Ừ rồi. Ừ, chết. Cảm ơn kiếm được hết. Chết. Chết liền. Ông sẽ tính chơi á. Dứt đi chị Bánh Đà, chị tin em đi. Dứt ai nhờ, tính ông này đi. Ông này nghiêm túc quá. Wow. Xong. Giang ai cung đi đâu mất tiêu rồi. Rồi, ông làm rồi. Bó Hồng làm rồi. Rồi, Bó Hồng làm rồi. Bó Hồng này mẹ tôi nè. Đang suy nghĩ, đang suy nghĩ. Bắn dần cái Bó Hồng. Sống dài thằng điện thoại Bó Hồng. Bắn chị mèo nè. Hút đấy Bó Hồng ơi. Hút á. Phải đâu. Hút chắc bắn tôi nè. Ba lần rồi đó. Ông nội. Ông nội bắn tôi ba lần rồi. Dạ cung cung. Vô phòng phòng 1 tới đi. Giờ vô tôi là làm detective nha. Tôi nãy giờ tôi không được làm detective nha. Mấy bạn thấy tụi mình đã tạo được một trò chơi mới, chứ thêm cho một trò chơi mới của Minecraft nữa chưa? Vui không? Trò này vui không? Bắt đầu thấy vui thả like cho mèo nha. Làm gì hết? Giờ làm gì? Vô phòng 1. Tôi rồi luôn. Cắt đi nha. Chào chào. Trời trời. Rồi nút. Cái phòng 1 thì đi ra luôn hết vô lại phải chơi rồi mình nhớ chỗ ăn được. Mẹ thấy vô mệt. Rồi, ông cho qua phòng 2 nữa rồi. Phòng 1 không có vô chơi được. Phòng 1 đang dọn. Phòng 1 đang dọn phòng mấy bạn ơi. Ủa, sao mở được cái rương cái này nè? Cái gì? Sao mở được cái rương kìa? Thôi, đây một điểm mới nữa. Một điểm khác lạ của tất cả server khác là mở được. Phải chứ mở cái chu vô trốn được ha. Mở lại add đồ được không? Add đồ luôn nè. Add đồ được luôn hả? Nè, mở cái trục ra cái đen nè. Wow, đặt lên cái giường hả? Rồi, vô chợ tiếp. Rồi. Rồi, tôi thấy đi tiếp tiêu rồi đó nha. Em cũng đời đâu. Lần này ok, chạy vô chạy. Lửa xa, lửa xa, lửa xa. Quẹo lửa, quẹo lửa. Ok, đứng sập này. Chị em đi, đứng nè. Thôi chị đứng đây, đừng chị dòm cho bao quát. Ủa, sao chị lựa chợ rồi, chị không biết ai. Đứng đây dòm cho bao quát thôi. Chuồng đó của ai? Thì đâu, nó dẫn mặt hay gì ta? Thấy đi, nấp rõ ràng luôn. Tôi nấp cái cha tôi chứ tự nhiên cái lại kia có bị mặt tôi. Vậy là hút rồi. Hút có hộp. Thấy cái người nào mà có tật hay giật mình lắm. Xe cho chút mèo đi mọi người ơi, chị đọc tên. Làm gì chị không như hoài ba em muốn lãnh cái mẹ gì, muốn chết hay gì, muốn chết không? Muốn chết không, hỏi em muốn chết không? Vậy chết gì đi kia. Muốn chết không, muốn chết là chết này á. Chết này, lần cuối này muốn chết không? Bắn đi. Bắn đi, bắn đi, bắn đi, bây giờ có mặt ta đục rạch lắm. Đó, chết hay chưa, vừa lắm. Ta nói muốn chết rồi. Rồi ai lùm cung, Bảo Hồng lùm cung cái gì rồi. Tại ông lắc dữ á. Thấy hi vô không, thấy hi vô không? Chị giết người đó lùm cung. Rồi, lửa chị bên đây quẹo lửa, chị bên đây quẹo lửa. Tôi chắc chắn là hai bắt đi luôn á. Ông này nè. Tỷ lệ bắn đúng này. Rồi. Chắc chắn vậy rồi. Vậy cứ bắn ngay ông này đi, tỷ lệ ông này cao lắm. Ông này lúc nào ông này nè, mà chị đã bắn em nữa rồi, thôi thua giùm ta luôn. Sao tiếng ngọt cưng hả? Không phải em, phải em. Phải hả? Bắn là hai đàn bào đó. Chị muốn sống dai thành huyền thoại không? Em chỉ muốn câu vậy thôi, em chỉ nói vậy câu vậy thôi. Đi phải không? Mày bắn cái vậy? Chị chạy chứ hỏi chị bắn nó em. Chị bắn nó về em đi, em chắc chắn nó. Bao học. Thấy chưa? Bảo Hồng trời ơi. Rồi. Để hồi coi chị em. Chắc chắn là Bảo Hồng. Ông trắng á. Ông trắng á. Ông này nè mẹ. Ông trắng hả? Ông trắng hả? Liên quan nghi ngờ Bảo Hồng. Ông trắng. Em nghi Bảo Hồng. Mình á. Ông này nè. Chị bắn ông trắng đi. Thôi. Chị bắn ông trắng đi. Thằng nào xuống chị bắn. Bắn là hỏi hẳn kìa. Đưa cung đây. Đưa cung đây bắn cho. Ông trắng đó mèo. Em muốn bắn Bảo Hồng mà em nghi ngờ Bảo Hồng hơn. Phải ông trắng á. Vậy hay ông cầm cung không? Em chạy xe. Cầm cung nhưng mà biết đâu ông lụm. Ông lụm được đồ cầm cung sao chứ không? Chị bắn không? Ông né kìa, ông né kìa. Chị chăm tin ông này. Đi chưa? Rút kiếm mà đâm đi lẹ, rút kiếm mà đâm. Trời ơi, đâm không? Được chưa? Nhà ơi. Chứ không bắn hả? Vậy mà ông dễ thì chứ ông bắn là hại đồng bào đó. Vậy mà nguyên người bày tin ông. Đồng bào ai cũng tin ông hết. Nha, chị tin em tự ui. Không phải là tại chị ghét Bảo Hồng. Trời ơi. Chị tin em nhưng mà chị ghét Bảo Hồng rồi hiểu không? Chị phải bắn cho bằng được. Thù này phải trả. Không phải mua đơn, chị cũng phải bắn nữa. Chị phải bắn chừng nào mà hả? Ông chết nhiều hơn chị phải vừa lòng. Ok. Xe đang truy giúp mèo đi mọi người ơi. Ông nát AK nữa. Nát làm gì AK? Cái gì? Nào
Làm gì áo kìa, nát còn on kìa. Đang này kìa. Bắn thì bắn đại lên. Con ta đang ăn mày. Đau quá. Rồi. Ai ai ai, xếp hàng xếp hàng. Xuống đây. Dốc. Tôi tới nơi luôn rồi. Ai trời ơi. Ủa gì vậy? Ông ta bê tới, ông ta bê tới từ từ, đứng nghe em đi. Ok. Đứng ngay cái vòng này nè, đó. Ờ đứng trong này đi. Tối lắm. Đó đứng trong góc nè, đó cho đứng ta xây 360 nè, Tree City No Cup nè, đó. Vô vô, mọi người góc đi, mọi người luôn cái gạch vàng. Ông đang cầm cung, ông đang đứng luôn kìa. Ông cầm cung ra đứng mọi người góc luôn người ngầu. Mọi người góc kìa. Vô. Đi đâu né né xa xa đi đâu. Vô đứng góc kìa, góc vàng á, đứng lên mấy cục vàng á mọi người. Rồi, đó ngon luôn. Rồi xong bao ngon. Vậy đi. Ủa, ôi, sao vậy luôn hả bạn? Chưa. Đâu rồi? Cung đâu rồi? Mình đâu nghĩ bạn chơi dơ vậy. Bị lập cung rồi. Rồi, canh đi Poppy. Em chơi. Hay lắm. Em lại chơi cái tuyệt chiêu xây dựng đòn, cái đòn thành đòn của ông AD nữa. Bắn hero á, hero. Chị Panda. Rồi. Nghĩ sao, nghĩ sao anh em không tin nhau. Chị Panda. Chị Panda hero, chị Panda. Chị Panda, bắn đi. Chị Panda. Hero, bắn đi. Sao có hồng dưới cây đâm vậy đó. Có người đi á, có người không? Có người không? Chị nói không phải chị. Tại sao chị lại sẽ không lên lập cung? Chị chơi chứ không có lập cung. Mọi người hãy như chị không có phòng 2. Mọi người phòng 2 đi. Hôm nay không trả quyết tâm không là mèo. Không ngờ ở chung nhà cũng có ngày đâm nhau phải không? Không ngờ ở chung nhà lại có ngày đâm nhau. Tết qua đi. Để coi có cái gì mà nó bị lỗi nữa không? Đáng hận, thật là đáng hận kinh khủng. Để mò có gì bị lỗi không? Vậy ra bị cái là không lùm cung hay là vậy ra. Chị chơi chết cái lùm cung đó. Bà không muốn bắn người ta, bà ăn chay mà, nay bà ngày chay mà. Chị không muốn sát sinh. Chị bà muốn sát sinh kìa nghe không? Chị yêu đuối lắm. Bữa nay bán chay mà. Cái lò này nó đúng được luôn nè. Cái lò đúng được luôn á. Bao nhiêu người đang xem nào? 1.007. Tại giờ này còn khuya vậy mà 7 người xem luôn hả? Thì gần xong rồi hút. Chị có em. Nó bắt chị xong nó cười ha hả, cười vô hố ha hả, cười một cái. Đây. Ồ ăn thêm đêm đi. Nè, ngay trong khu chợ này nè, ăn cái gì này cũng có nè. Thêm đêm nè, tiếng Ngọc. Ok. Vô chợ này là quần sáng đêm luôn. Vô phạch bạch tới sáng chìm ta. Vô ai đó vô phạch bạch tới sáng nè. Không phải chị đâu nha. Vô ai đó vô phạch bạch tới sáng nè. Nè có cung bóc ra đi. Ai đặt? Em bu đơ à, em có tí gì đâu nha. Rồi đứng yên hả? Trời ơi, anh hốt thù em cái gì đó. Tại tại anh có làm gì đâu. Trời ơi, xây dòng tròn này, xây dòng tròn này. Mèo quá, mèo giữ cung. Ai chết hả? Cung, cung, cung. Em. Ê, chị mới thấy đúng rồi. Kè, bó hồng lên, kè bó hồng lên nha. Rồi. Mấy gì mà đa quá hồi. Bắn nát kè, nó canh nát nãy giờ. Đó đó. Ông đó đó đó. Tôi nè bắn vô đầu tôi hộ một cái, bắn giùm cái này đưa cái đầu này đưa cái đít này bắn vô nghe cái. Này hù. Này thì hết hết hả? Thì nó chết thôi. Ôi chị Panda lùm kèo rồi. Bắn chị Panda. Nè bắn em là win, bắn em là win game nè. Bắn em là win. Bắn em là bắn này kìa. Bắn em là bắn này kìa. Bắn em là bắn này kìa. Này thì thắt cái này bắn này thì thắt. Thì đó bắn là win game mà. Làm gì đó, em thấy là chưa bắn số 2 rồi, sao ra cái đúng không? Em lên YouTube vào phần video mới nhất của chị, cái số phần mô tả lên đầu tiên là lên con cho chị nha em ơi. Vô phòng 2 mọi người ơi. Trời này vui này quá. Thì thách, ở cái ông này hay lắm. Ok mọi người, đón coi đằng sau là ai là mua đơ mọi người, đón đi. Tỷ lệ nào nhiều nhất chị làm được cung chị sẽ bắn người đó. Vô phòng 2 mọi người ơi, phòng 2. Để cho ông đó TP vô đi chứ mình tự vô không được đâu. Chọn nhóm được. Bà vô. Chào chị. Chào anti team pirate. Wow. Trời ơi công nhận em anti mà em tối đăng quá. Em vừa vô đây em chào chị trước. Được. Anti nghe chị hết nè. Được á. Anti có học mèo. Đúng rồi. Anti bắt có trình độ 12/12. Đúng rồi. Anti xem mình ghê quá. Mình đã dạy dỗ mọi người. Anti có văn quá. Không có cái team nào có anti có văn quá như mình. Đúng rồi. Mình từ fan tới anti fan đều văn quá giống nhau hết. Từ anti fan trở thành fan đúng không? Đấy. Rồi luôn thôi xong rồi. Đó vô bắn đại luôn ha nè. Rồi vô rồi. Lại là bắn đại 6/13 với cái đùi. Thôi xong rồi. Ơi, nãy bao hầm giết tôi giờ tôi đứng kế bên hai chàng trai lực lưỡng nè để coi có hơn được miếng nào không. Giờ để bắn ai giờ? Giải quyết đi Tiểu Ngọc. Em bắn anh là Tiểu Ngọc. Quay vòng vòng đi. Gì vậy Tiểu Ngọc chị cắn gừng á. Ủa gì vậy? Bắn một lần chết hai người. Một lần chết hai người. Thôi một cái tên trúng hai con nhạn là có thật luôn nè. Không biết tên. Chị bê cái ơi ơi tôi tính đỡ tên cho bà Panda mẹ nhà đỡ được thiệt luôn. Wow.
Rồi con ai giữ? Không biết. Nó đây dạ. Không phải. Nắc chạy ra lụm không có được. Nắc giữ kìa. Nắc tan mì bỏ một tô mì ra bán luôn kìa. Chị vậy? Sao bắt tôi vậy? Trời ơi. Không thèm bắt nữa. Học Bi á. Hero. Nãy giờ nhiều lắm rồi. Nãy giờ là mình nghịch nhau nhưng mà lần này Khuyên không nên bắt Hero Báo Hồng à. Kỹ. Đâu rồi. Nãy bắt Hero nhiều rồi, nhưng bắt Bi à. Đúng rồi đó. Đi sao không? Bây giờ vậy tính công bằng, nếu mà lỡ một trong hai là bu đờ phải không? Giờ bắn này cái này rút kiếm là ta đâm nè, sao đúng không? Đúng. Đứng xa ơi. Đứng xa ra. Hai thằng đứng xa ra. Xa ra. Xa là sao? Thằng đầu ba, thằng cuối bàn. Thằng đầu ba, thằng cuối bàn đi. Bắn xịt là mu đờ win thấy chưa? Đúng rồi. Mình phải có cái kế hoạch đúng không? Đó. Dứt đi Báo Hồng. Dứt đi. Dứt đi. Bắn đi. Báo Hồng là giả quyếu rồi. Anh Hero á. Bỏ tay. Có gì có. Cái đây. Bỏ lại người đó. Tên tì. Tên tì. Bỏ tay vào lại nha. Bỏ bắn tù tì đi nữa kìa. Trời chơi kìa. Chơi sao bắn ơi. Bỏ trạm đi. Ta dung dung sao bắn tù tì rồi. Giờ đưa hai con chỏ ra bắn tù tì nhau hả? Bỏ tay vào lại nha. Lời chỏ không tắt. Cái kiểu như biết cảnh sát gỡ bom rồi. Mọi người này chọn sai rồi. Phần nào chị Bánh Đá? Phần 2. Vô mà không ai nói tiếng nào luôn trời. Để tôi lên tôi coi live stream của mèo ấy. Stream tới sáng luôn mà. Xe đem đi giúp mèo đi mọi người. Giờ này còn sớm lắm. Trời ơi, sớm chán luôn. Rồi, ha ha ha. Tập trung đi mấy bánh bì. Lên xếp hàng đi mấy bánh bì. Lần này bạn coi mèo tổ tay bắt phát bắt trúng nè. Lên xếp hàng mấy bấy bì ơi. Được mà, ok lên xếp hàng mọi người. Mèo đang réo gọi nè. Rồi, mấy bạn coi mèo bắt tóc bắt trúng nè. Đứng vô. Xếp hàng mèo, đi. Mèo. Ủa mèo vàng hả? Mèo bắn tôi đi mèo. Bắn hút kia mèo. Bắn tôi đi mèo. Bắt phát bắt trúng cho mấy em coi nè. Bắn hút đi mèo, bắn hút đi. Chết ngay mù đơ nè. Đây bắn hút đi. Bắn anh đi, bắn anh đi mù đơ nè. Hút gì mèo. Em nãy giờ mù đơ. Đó. Biết sao không? Hồi nãy tập trung á, tôi thấy ông móc cái kiếm ra. Ngon gỡ. Là mua đơ thì sắc rồi bỏ kiếm cho tới quần đi không? Tập trung lại ráng móc kiếm ra được chứ. Xem cho giúp em mọi người. Bớt sợ Barbie con đây cho tay sợ Barbie con đâu. Các bạn có sợ Barbie con nhiều không? Anh hút cái kiếm gì mà anh hút đây? Các bạn nói gì mà anh hút? Anh hút là nào? Anh hút là mua đơ nào? Bậy bạ tốt kìa. Các bạn là kẻ giết người chứ bộ, phải không? Ông tí la ngon lại, chắc giờ ông đi vệ sinh nè bạn ơi. Ông đi ăn mì đó, ông đi nấu mì. Ông ăn mì, ông đau bụng rồi. Ông ăn mì, ông đau bụng rồi, ông ăn mấy cái cọng đó, xong bây giờ ông phải đi ra mấy cái cọng đó rồi. Đó, ăn mình đau bụng đó. Thôi đi bạn ơi. Ok, vô, tiếp. Vô. Ngày mới thì... Đúng rồi em. Cái gì đó, ngày mới thì... Ủa? Thi tiếng Anh rồi hả? Vô phòng nào? Hay YouTube? Phòng nào? Phòng 2. Phòng 2. Ông đặt thi YouTube rồi. Rồi giờ có cung là tôi bắn ngay cái ông Hai Báo Hồng luôn. Tôi này em đi. Làm mua đơn hai bạn à, không có bạn thứ ba đâu nha chị mèo. Gì vậy? Em anh nghĩ ai cũng có cơ hội là mua đơn thứ ba đó bây giờ. Có gì mình ra. Chị ta không biết bắn chết ba lần. Có bị thì đó nó còn bị Báo Hồng bắn chết ba lần được mà cứu hộ vậy em không được là mua đơn ba lần. Tính ra đã giờ Báo Hồng bắn em hoại luôn á. Báo Hồng thương em mà phải bị. Chút nữa có cung tôi bắn ông trước. Cái chỗ cái lò này nóng được. Đây, tôi có cung nè, đậu xanh, chết Báo Hồng rồi. Ông không có gì đâu, tôi có mấy ông. Rồi, sao Báo Hồng? Rồi, xong rồi, đúng rồi. Cọc rồi nè. Ê, đi ngay nè. Chơi vui vẻ ông bầu rồi, chơi Phong Bi chơi bầu. Sao Báo Hồng có đi tự tử kìa bà con? Phong Bi đâu anh Báo Hồng, Báo Hồng đi tự tử rồi. Ê, Báo Hồng đi nè. Kìa, Báo Hồng còn. Vô chợ, vô chợ. Vô chợ, vô chợ. Ê, xuống hầm Lava đi, xuống hầm Lava nè Báo Hồng.
Thôi vô chợ đi, vô chợ đi. Chú Thập là ba con nè. Thôi vô chợ cho dễ bắn. Đây có mấy cái heo đó chị vậy. Tao thích nào. Bài. Trời ơi, ông về chợ, bà ông tới bê mọi người về chợ ông ơi. Em vô xe tỏ, ông cứ bye bye tao hoài. Bye luôn, bye luôn. Bye luôn. Ông chạy đi đâu, ông chạy đi đâu được. Chợ nè. Đi xe lửa, tôi chứ còn khoe đang đi xe lửa. Bà ông đi xe lửa. Để tao bắn chết ông cho xe lửa luôn. Rồi, vô, chui vô, chui vô. Lửa, quẹo lửa, quẹo lửa. Đó. Gặp anh em đứng chung rồi tụi không? Ok. Ủa anh cầm cung vậy? Đâu rồi. Để anh đặt comment coi. Lửa đi mẹ. Lửa đi. Mọi người đón ai là bu đỡ là bạn để cho cái phòng đón mọi người. Hai cục sạc dự phòng hả tao? Vậy làm coi cho em chỉ tới sáng rồi em ơi. Mọi người ơi đón thử coi ai là bu đỡ nào. Đó. Bó hồng à. Nữ gì nữ mai rap số 1 Việt Nam. Ai là bu đỡ vậy? Có. Là sao? Ý là chọc chó đó. YouTuber mai rap số 1 Việt Nam thích chọc chó chứ không phải thích chọc có nha. Mọi người nói bó hồng là bu đờ kìa, thấy chưa? Tại bó hồng chạy kìa. Trời ơi, bắt gì bắt đa nữa chứ. Em có hai cái đường chú không có nghĩa là bắt chú nè. Ai là bu đờ? Bắn mà tôi gặp bắn đó, bắn bó hồng á. Em tin gì bó đi tôi gặp. Ủa vậy không, em tin bó hồng nó chạy á. Rồi sao? Bắt chạy kìa chứ, thế nào cũng sai à. Rồi bó hồng đứng ra bó hồng. Hello bó hồng. Giờ không cần biết ai là bu đờ hết á, tôi có cung thì phải bắn không được. Bó hồng á. Giờ đứng yên không? Bó hồng em chắc chắn là bó hồng luôn á. Đứng yên. Toàn chuyên ra toàn rồi, toàn cả hai anh em mình rồi. Hai anh em mình giống như là cái bia. Vô đây vô ta. Em đang coi đọc comment của mọi người. Hai anh em mình cái bia đó. Hai anh em mình cái bia nữa. Hết rồi còn hai người. Còn hai người. Tiểu Ngọc là bu đờ kìa, bố Hồng nói Tiểu Ngọc là bu đờ á. Đứng cái máy nút bà ngồi kế bên anh nè, bà đẹp mấy bạn cảm ơn anh hút là bu đơ quá trời luôn nè. Mấy bạn kia lầy rồi chẳng sao cho bạn đón á, ai đỡ ai ai vô nè vô nè. Ai là bu đờ thì ép màn hình lại nhé. Ủa vậy em ông nói vậy. Bây giờ em phải tự nhận phần một với mọi người. Em màn hình lại hợp lý nữa chứ. Ok chị em nè. Bây giờ chơi như vậy đi mình ép màn hình đó đi. Mình ra ép màn hình tất cả luôn. Không ai biết mình là bu đờ, không ai biết mình là đi. Nhớ ép năm đi. F5 và rồi chơi cái mình thứ ba nha. Chi vậy? Ủa mà có chị không hết rồi cái bên thôi. Mọi người vô phòng 1, mọi người bu đờ phòng 1. Thôi. Tất cả F1 hết đi, không biết mình là ai hết, không cần biết mình là ai hết. Không, F1 với F5 nữa, đặng trên tay không thấy gì nữa. Ừ đúng rồi. Nhưng mà rồi sao nào biết nó là detective. Lăn chuột thì sẽ biết ai là detective thôi. Ồ lăn. Lỡ nó lăn ra nó lòi ra nó mua đời sao? Chị thôi cứ để bình thường đi, khổ quá. Lăn hồi lòi nó thì luôn. Bấm số 2 là có cung. Bấm số 2 là có cung mà. Còn thằng là mua đời bấm số 2 cũng có, cái cô có quý hả? Đúng rồi. Móc cung ra bắn đại đi mọi người ơi, ra móc cung ra lũi đại cái đi cho biết ai là ai đi. Đang gốc cây nè, gốc cây nè. Có cung nè. Tôi là... Đó có cung nè. Ê chị là Danh Thường. Ờ nha, mình đợi ở đây nè, em nói cho chị biết nè. Em là Danh Thường. Chính là Danh Thường. Em cá chắc mèo bu đờ luôn, giờ bắn đúng mèo đi, tính gì tính. Rồi, tận này mấy bạn sao comment Tiểu Ngọc dữ rồi ta. Tôi chắc chắn mèo luôn á. Ủa người ta đâu hết rồi. Gì vậy? Ai bắn vậy? Đang lục chạm. Nào tin lại tôi vậy, nào ngu vậy. Ai vậy? Ai bắn? Trời ơi tin lại. Cái đâu? Ai bắn? Ai đâu? Bắn hổng bắn mèo á. Tao là tao. Tao là mọi người dỗ mọi người. Đi lung tung quá vậy, anh hút rồi. Đứng yên dỗ cho Tiểu Ngọc nó bắn cho hút. Người không? Em bắn không hút thì Tiểu Ngọc. Chị không nói em hút là mua đơ đâu. Để em chờ. Bắn không hút đi. Mua đơ cũng phải xong, làm được tiêu luôn hả? Bắn nhẹ một cái được không? Bắn nhẹ giùm cái được không? Ủa trời ơi. Em nó tôi mà. Không em không bật. Nói nghe nè. Mà ta sao Tiểu Ngọc tính sử dụng nước miếng mà ai ngờ đâu Tiểu Ngọc nó giả đồ đây. Hèn chứ ta hèn. Chắc là tính Tiểu Ngọc. Tại nãy Vô phòng ngay. Bình thường đâu Tiểu Ngọc không? Bình thường đứng yên Tiểu Ngọc chứ không phải lại gần Tiểu Ngọc. Ờ, đằng này chị Bánh Đa là mua đơ các bạn ơi. Tôi không hiểu tại sao mà có những người mà chứ ác mờ mát miệng mà comment rén hối lê lẹ. Qua rén hối rảnh là mua đơ đó mà. Mọi người vô phòng 2 mọi người, mua đơ 2 mọi người. Người ta đón thôi. Tại sao mấy bạn, ông mấy bạn đón á, mấy bạn đừng có đón anh. Anh không bây giờ là mua đơ đó. Bố Hồng này nè. Bố Hồng á.
Bó hồng á, nó là mua đờ á. Bó hồng chứ không ai hết á. Đúng rồi, nó này nhìn mặt nó biết nó mua đờ chú á. Tôi sẽ trả thù. Không, mày biết sao không? Bó hồng tốt nó dám bắn tôi. Trời, bó hồng là bạn thân của tôi mà. Làm bạn chờ bó hồng chờ đó, sẽ lên tường không có công, tôi phẫn nộ hết. Tất cả cái gì tôi tới công trong coi. Mèo lắp không à mèo ơi. Trời ơi, cái chú sền luôn. Mèo lắp không à. Thật ra cái thù á, thật ra cái thù của mèo với ông bó hồng nè có từ rất là lâu đời rồi. Mọi chuyện chưa kết thúc đâu mọi rồi đó, nó là mà nó là mọi chuyện đến đây chưa kết thúc đâu. Dung ba ca gì? Đỉnh lắm vậy. Thời đó hả, mèo với bó hồng có drama gớm lắm. Drama nó tỏi phải lót Facebook ổng luôn à. Giờ lại vô đây gặp nữa, đúng là cái hùng đã rồi. Đi đây hồi nước chung gì mình đã tắm gì vậy? Ai hả? Ai gặp gặp hùng móc ra bắn bà nó đi. Ừ, bắn tôi nè, hero bắn giùm cái, hero đưa cái đít nè, bắn giùm cái. Làm giùm cái, đưa ngay cái đít này thả ra đi, chết nè, cùng nhau lên bảng ngồi giùm nha nè. Chết nè, giờ bắn giùm cái đít này tròn trịa. Ê, chị Panda đâu? Dạ kìa, chị Panda đâu? Đây là hồ nước kìa. Chị đâu cày rồi? Rồi, chị đâu rồi? Đừng khoan chị. Đá, đá. Thôi trời trời, hero bắn rồi. Lúc xa mặc bu đơ kìa, thấy chưa? Lúc bay á, đứng trên xe kìa. Lúc xa là bu đơ đó. Lớp xa là bà mù đơ đó. Làm gì làm đi. Ê Tử Ngọc ra. Không phải đâu. Trời ơi, chạy mặt. Chắc chắn phải bi luôn. Vô đó trời Innocent. Trong đất là mù đơ đó nha. Cái gì vậy? Thằng bi vô đó trời Innocent. Ông nói trong đất là mù đơ nữa kìa. Có tất không? Anh hốt quả là say xuống. Bảo Hồng hốt. Bảo Hồng hốt cái thằng suối là mù đơ. Bảo Hồng á. Từ từ, để tôi. Bảo Hồng á. Ông đang tin tôi đây. Là ai? Bảo Hồng. Bảo Hồng. Anh hốt như mình đã. Bảo Hồng. Vậy chị dạ. Cứ sát ai mà mấy em. Bó hồng là mạng tôi mà sao tôi bắn nó được? Đúng không? Giờ bắn nó cho tôi không? Giờ bắn nó cho tôi không? Đúng không? Đúng không? Bắn. Bắn. Bắn thằng mày đá. Mày đá thiệt hả? Mày đá. Bó hồng là bạn anh. Chị Panda hả? Ừ. Mày bạn không? Tôi ông nghĩ sao là tôi? Giờ ông tin tôi. Ông nhìn ánh mắt tôi. Ông nhìn ánh mắt tôi. Ông nhìn ánh mắt này đi. Ông nghĩ sao là tôi? Tôi tin mèo. Vậy ta nhìn ánh mắt em ơi. Nhìn vô mắt em ơi. Đá. Nhìn vô mắt em ơi. Chị nhìn vô mắt em ơi. Chị không phải là mù đờ. Chị không phải là mù. Chị không phải là mới mù à. Mới mù mình mút. Còn chị đờ không có. Đờ đâu, đờ đâu. Đờ đây, đờ đây. Mù đờ đâu. Bắn bà đi. Chị phải là mù đờ. Không phải là mù đờ đâu. Bảo Ngọc á. Nhìn mắt tôi rồi nói. Đó. Tiểu Ngọc. Hả? Chị nghi ngờ chứ. Tôi chưa nói vậy. Không em, thiệt không em. Tôi xin lỗi không, tôi xin lỗi không. Ai đi nghe nè Quang, ở đây còn 3 người hả? Tôi còn chưa nói lời đang nói. Em làm mua đợi rồi, không được làm mua đợi nữa đâu. Chị Panda chị nói gì? Chị Panda chị nói em nghe lại đi. Người thương. Mẹ tên ai? Tiểu Ngọc em nói gì? Em bị nói sành. Em thề đi Tiểu Ngọc, em thề đi. Trong cái này nói sành của nó. Chị Panda thề đi. Chị không phải, mà chị phải. Tại sao chị không thề? Tại sao chị không thề? Tiểu Ngọc nó thề đụng nắp luôn. Tại sao chị không thề? Tại sao? Tiểu Ngọc nó diễn hay quá. Tại sao? Đụng nắp. Trời đụng nắp. Chị không thấy Tiểu Ngọc nó thề đụng nắp luôn á. Tại sao chị không làm như vậy? Vô phòng A mọi người, vô phòng A đi. Về vô phòng 1 đi, phòng 1 đi. Trời đụng nắp. Chị hận cơn. Phòng 1 hả? Chị phải tỏ. Chị phải tỏ ra chị không tin tưởng chị. Chị hận cơn. Trong cái trò này giờ tôi cảm thấy là không tin được ai hết. Thề đụng nắp. Nghe cũng gọi là đáng nghi. Nghe Tiểu Ngọc không? Nó hại người ta giết người và nó ngồi nó cười ha 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 luôn vậy không? Này nó cười ngày tối nay là nó cũng ngon gì mình ra. Hôm nay chị la tới sáng với em à. Tiểu Ngọc em nhắm tối nay em cũng ngon thì em cứ nằm đó. Ủa, là bà con ơi sao tôi chưa vô à? Bà con ăn đâu ạ? Bây giờ mua đồ một, mua đồ một. Ê rồi ok, tôi chết luôn rồi. Cái gì vậy? Ủa sao vừa vô mèo chết rồi? Toàn rồi. Thì vừa vô thành Spectre rồi. Vừa vô tôi chết rồi. Vô trễ. Game vào rồi. Vô trễ, à, ok luôn, chạy coi mèo ơi. Chị ở à, sao kìa à? Còn plot không chị? À... Gì vậy, không phải chạy. Nghỉ chơi cơm đó em ơi. Tiểu Ngọc á. Tiểu Ngọc á hay đâu. Coi thấy tôi rồi. Tiểu Ngọc á. Tiểu Ngọc á. Tiểu Ngọc đó là mua đời hay là hay đâu. Có đâu. Tôi nhìn thấy á gì đâu, tôi nhìn thấy nó là mua đời cái gì đâu. Ủa ông đâu? Biết rồi. Tôi chết rồi. Ủa? Tôi ông chết hả hết? Ừ. Tôi mày làm khán giả. Dám tin nhờ á, hero chẻ mũi tên vô Tiểu Ngọc hay Fanpy được rồi, thằng nào nhúc nhích. Làm nhìn đó là mua đời á. Lúc nãy á, tôi thường á, tôi thấy thằng nào đầu tiên là nó mua đời. Nãy thấy Fanpy đầu tiên. Bắn nó. Tôi nói là bắn nó. Fanpy
thầy đi bắt tay thầy. Không phải mua đà không thầy. Đứng ngọc thầy, đứng ngọc. Đứng ngọc thầy đi, đứng ngọc. Thôi thầy cũng đang thề. Nghe nghe thầy đúng ngọc thầy. Dạ dạ thầy đúng ngọc thầy. Thầy phải mua đà không? Thề luôn nè. Thầy phải mua đà. Thề luôn nè. Chị mình đang phải mua đà thầy đi. Thầy xạo đó. Dạ đây có hai người tình nghi nhất là một là Báo Hồng, hai là Tiểu Ngọc thôi. Không phải em thiệt. Ai ta? Poppy á. Hai người đứng đây đứng nha. Hai người đứng đây đứng nha. Poppy đứng chơi với nhau ơi. Poppy đứng chơi, Báo Hồng Poppy. Hai người ra đứng chơi với nhau ơi, không xui nha. Poppy nó sợ số nè, ai chết cho số nè. Trời ơi chết rồi cho số. Trời ơi. Cái gì vậy? Tôi đi Báo Hồng. Dạ có hai người á, ông chọn đi, một trong hai ông chọn ai? Tôi chọn Tiểu Ngọc nè, Tiểu Ngọc á tôi chắc chắn thề luôn, các bạn ở trời em thề luôn nè. Chú đích ra luôn, chú đích ra luôn. Tiểu Ngọc nó thề hoài luôn. Nó thề đồng thề. Thề quán một cái là bấm số 2 giết ông liền. Nó thề, nó thề thiệt mà. Đích là thề luôn. Thề đồng tóc luôn. Chọn không ít nha. Mặt lên trời. Nhìn đời bốn bể luôn nè không. Nhìn đời bốn bể. Dạ Báo Hồng đang suy nghĩ. Tiểu Ngọc em lầy giờ Tiểu Ngọc. Thề luôn, giờ bắt không đi. Thôi không Tiểu Ngọc. Trời ơi. Tại cái thằng tấn mình hoài luôn á. Đừng ai tin Tiểu Ngọc nữa. Tin Tiểu Ngọc quá. Đừng tin Tiểu Ngọc nữa nha. Giờ vô cầm chung mắt nó trước, xẻ nó trước, đừng tin nó nữa. Giờ vô phòng họp đi. Phòng 2 đi, phòng 2 mọi người, phòng 2 đi nha mọi người. Đừng tin Tiểu Ngọc nữa nha. Anh Tiểu Ngọc đó. Giờ Tiểu Ngọc mà nó thề là bắn nó liền. Sai lầm có ai kêu nó thề đụng nóc mà bắn nó liền. Không thề đụng nóc luôn. Trời ơi nó thề giả mang thiệt. Ủa có ai ta đem vô, ủa sao bị nhắc ở ngoài đường rồi. Ủa sao tôi ai xong cái map khác mọi người. Trời ơi tôi bê hai người vô kìa. Đó. Rồi. Rồi Báo Hồng đâu. Rồi Báo Hồng chạy ra ngoài. Đó. Giờ thằng nào thề đụng nóc bắt nó liền. Nào bước cái mặt lên thề đụng nóc là dứt nó liền. Nó vừa thề vừa chung đích là dứt nó liền. Không cái này em không làm hả? Em không làm mua đời thiệt nha. Có cần chụp màn hình cho coi không? Rồi TB đâu gốc cây nè. Rồi ổng là mua đời. Ổng là ngân hàng hả? Ủa, ông lâu được cái cây cơm ông đâu mà hả? Chị Minh ta. Này này vô phòng họp đây, ôi vô cây phòng họp. Vô cây em chụp mọi người coi á, mọi người ơi đừng bắn em. Ủa sao bắn bay đâu nó chết vậy? Bắn bay nó tính chặt chặt, bay này nó có chết đâu. Nhưng đâu nó chết nè. Tự nhiên bị hốt em. Trời ơi, giờ tay vàng quá trời luôn. Tuồn dữ quá. Ủa vậy hả? Con hả? Con cơ lơ hả? Ai phải mua đơ, ai không phải đi tích tiêu dẹp cung vô. Không phải đi tích tiêu dẹp cung nha. Dạ đi đập cung, kêu ra em đứng rồi. Rồi, chọn đi, chọn đi. Đọc tên đi, chào đọc phát. Phải đăng phải tôi đâu quá Hồng ơi, phải tôi đâu. Dạ thầy đi. Ờ, thầy. Không. Thầy đi. Vô, chết coi đi, đi chết coi đi. Em thầy đi. Ok, chụp hình đi con. Muốn coi chứ, em thầy đi. Thầy luôn á, thầy. Thầy. Chưa nói mà, trời ơi. Thầy, ủa mình còn sống hả? Con mới cho Tiểu Ngọc, con mới cho Tiểu Ngọc rồi hết. Vậy, con biết gì rồi. Không phải tôi mà. Chị Bạch Đà. Ủa, em làm cái công hả? Ủa, em có công nè. Mèo đâu, mèo đâu? Gì mèo? Mèo đâu, mèo đâu? Mèo đây, mèo đây, mèo đây. Ê, tới em đúng không? Tới ngoài. Bắn chị mèo không? Chị Panda, không mèo. Mèo á. Chị Panda. Bây giờ em muốn sống lòng mặt mày không? Bắn đi, bắn đi. Nghe lời tôi. Chị Panda đó. Mọi người làm bắn tâm với là sao bắn đi. Chị Panda, chị chắc là chị Panda. Thật cảm anh em hồi đúng không? Bà Panda. Mọi người nói là Poppy là mua đời rồi, nó đang cầm cung sao mua đời? Ủa, mua đời sao cầm cung? Bà Panda đó, Poppy ơi. Bắn chị mèo đi, Poppy. Chị đeo nó ra, bà biết nó đi rồi, Poppy. Dạ muốn sống lâu em nghĩ có mình mèo nó bắn em à, nãy kêu đừng bắn em á. Mọi người tấn công tâm lý quá. Em muốn sống lâu thành quyền thoại thôi. Bà nghĩ cái người im lặng nhất mới là mua đời. Bà Panda đó, đó em bắn bà đi. Chị chắc em kêu bà thầy ơi. Chị Panda phải mua đời không? Chị Panda thầy đi, chị Panda. Thầy đụng nóc ra. Không phải là không phải. Chị phải tin là chị. Bắn đi. Sao ai cũng phải tin. Em phải tin lại ba người luôn rồi. Bắn bà đi. Nghe tôi đi. Ê. Chị mèo. Em ủng hộ là tin lặng nhất á. Em bắt em sẽ hối hận cả đời. Nếu bắt chị sẽ hối hận cả đời. Tự mà thiệt là hả? Gọi là gì ta? Em bắt ra tụng rồi. Thì mèo. Em bắt chị sẽ hối hận cả đời. Thấy chưa chị nói là ta em hối hận đi. Ông hối là mua đơ. Rết hối là mua đơ. Thèm giả mang luôn á. Biết cái đầu rồi. Thèm quá hối đời. Anh hước vàng lắm. Mua đơ bằng mấy? Bằng 1 nha. Phòng 1 nha. Phòng 1, phòng 1. Có 2 màn rồi. Vũ màn 3 cũng không có. Em lên YouTube
vào video mới nhất của chị, cái xuống phần mô tả, link đầu tiên phần mô tả là link đơn cho chị, em bấm vào đó nó sẽ có tiếng Việt, nó hướng dẫn cho em hết. Để em phải đây đây, cặp điện thoại nha, để tôi cầm em link đơn lên cho. Ok. Ờ, em không có nhà đó thì em chỉ phải thẳng chị luôn. Sao chị không đọc thầm bên, tại vì chị đang bận cho cái trò má sói đó em. Tội nghiệp gì không? Gian lắm, anh hút của em không gian hay gian. Đúng rồi, đúng rồi, gian hay gian. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, em đi tiếp tiêu này nha. Ờ, nói đi, họ cạnh cái cung nè, cầm thẳng như cái đít tôi nè, bắn. Ờ, vậy là dân thường luôn. Chết em đi tiêu nha. Bắn nhẹ trước. Ây da. Thà chết cũng bắn nhẹ nữa. Linh đơn này nha mọi người, mèo đang kia bên máy mình nè, mấy bạn phải đơn cho mình mèo mới nhận được nha. Ờ, bạn cứ đơn thẳng vô link của Đít Hút luôn đi mấy bạn. Ra chợ bà con. Chị ơi, trời ơi, ai đâu. Đưa tất cả mọi người ra chợ nè. Em bấm bó hồng đi, Tiểu Ngọc. Ừ. Rồi, tập trung, vô, quẹo lửa, quẹo lửa. Quẹo lửa đi. À. Giờ em không biết bắn ai luôn nè. Thôi chị im lặng đi chị Banda, chị có điều gì cần giấu mọi người hay chị Banda? Phật Bi đâu? Chị có cái kiếm trong quần. Vô vô chạy quá cho chặn rồi. Bà Banda có Phật. Bà Banda bà nói bà có cái kiếm trong quần chị Tử Ngọc. Đón đi. Sáng cơm cho Tử Ngọc nghỉ chơi cơm. Nãy giờ mà. Anh comment lên đo trong cái nick phong tổng đó nha. Phật Bi để cái Facebook nó còn ở trong cái máy nè. Ok. Cái gì? Thôi thôi. Em đi em không đăng nhập. Đăng xuất Facebook ra anh lấy cái Facebook của em anh đăng nhập đi Nono Live nha. Gì vậy? Anh mượn, anh đăng nhập cho anh cho mấy bạn biết Linh Đôn thôi. Ok. Không, mày bấm cứ Đôn, cái link này ở đuôi.com xịt nó thú vị. Anh đọc hồng, đưa dòng quá đâu, yên tâm đi. Không sao à, bấm bó hồng đi. Trời, Tiểu Ngọc thiệt chứ, hôm nay giờ em tin anh không? Em bấm bó hồng hay lọc, em bấm mèo cho anh. Bó hồng. Mèo á. Bó hồng. Mèo á. Bó hồng. Em tin anh không? Hồi nãy tôi kêu á, ông bắn không chịu. Gì vậy? Không chịu đâu, sao bắt mèo không chịu à? Không chịu, Tiểu Ngọc hai lần em bắt chị hai lần rồi chứ sao? Giờ giờ dân thường. Chị hạnh kinh. Chị gì vậy? Chị hạnh kinh luôn. Bé sao? Ôi, chú đi ghe đó kìa. Bé sao kìa, cô chú đi ghe 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 đó kìa. Tức yeah, yeah, yeah. Vô phòng 2 đi bà con. Vô phòng 2 đi, bé Sa chào cô chú đi con. Hay lắm Tiểu Ngọc à. Giờ chị có mối thù mới với em hả Tiểu Ngọc? Dạ, bớt thù bớt hồng lại rồi đó. Chị sẽ vô tường Facebook em, chị hả phẫn nộ hết tất cả sự ta tết của em. Trời đất ơi. Em phải đợi đó. Càng vậy vậy. Tiệt chiêu luôn con bảo hồng á. Hồi đó cãi lộn với chị vô tường Facebook nhà chị. Ủa, hả phẫn nộ. Ủa bà gì vậy? Ủa sao vậy? Thù để bảo hồng nó giải quyết mọi người. Chị đẹp quá cảm ơn em. Anh hút ăn gian, anh hút coi stream. À, anh hút coi stream đúng rồi. Hút đá game của tôi nè. Không có. Ông coi đá game của tôi nè. Nãy giờ ông coi ông comment lên đôn cho trong live stream của tôi. Nhưng mà tôi nói đại tôi để ý trong stream tôi nói thiệt. Đã vậy, con lên coi stream gì mèo quá vậy mèo. Hút ăn gian, hút vô trong live stream. Nãy giờ Tiểu Ngọc nó xem coi stream của mèo kìa. Ông coi xong rồi ông kêu Tiểu Ngọc bắn tôi, ông kêu Tiểu Ngọc anh thề luôn là e tia con mèo anh. Em cũng coi là chim gì mà. Tiểu Ngọc cũng coi là chim mà. Dạ anh cưng luôn Tiểu Ngọc. Giờ tất cả vô đây không? Giờ tất cả vô đứng xếp hàng đi. Ai cầm cung? Mèo. Ai cầm cung? Mèo, tất cả vô chợ đứng xếp hàng, tôi bắt còn một lượt, một bên chết hết đi. Thôi. Cái này bắn chán hết không? Vậy? Xếp một đường hẳn đây. Xếp một đường hẳn đây. Xếp một đường hẳn đây. Tôi bây giờ tôi làm biến bắn từng người lắm rồi. Vô chị Banda. Chị Banda xếp được hẳn luôn. Xếp được hẳn, báo hồng ra đây. Báo hồng đứng đầu hàng lẹ lên báo hồng. Báo hồng là đứng đầu hàng đây. Báo hồng đứng đầu hàng. Đứng ngọc nghe xuống xuống. Đứng ngọc nghe xuống xuống. Nè. Giờ đứng xuống xuống không? Báo hồng đi, em đi đâu vậy? Xếp ngay ngắn là coi. Chơi đàng hoàng coi. Vô đàng hoa đàng hoàng coi. Rồi. Đứng đầu đụng đầu với nhau coi. Báo hồng đi lên đứng đầu nè. Lẹ lên. Đi lên. Rồi đứng đầu đụng đầu với nhau, đứng sát lại đầu đụng đầu với nhau coi. Rồi xem bên đây. Ừ, thằng nào xếp giả vào đầu với anh Phong Bi, đưa cái đầu em lên không? Rồi, Tiểu Ngọc đưa cái đầu lên. Giờ chỉ canh với chân chị bắn nè. Tôi đừng có tưởng tượng, mình có xếp nha. Đây, mà mù đơ có 102 trên cõi đời này. Có không đứng đi. Em mình được né không? Rồi xong. Sao vậy? Ai làm được, ai làm được. Ê, bao nhiêu người chết? Rồi Tiểu Ngọc lắm rồi, đi xếp hẳn hẳn một hàng đây. Bao nhiêu người chết hả? Bao nhiêu người chết hả? Tiểu Ngọc biết rồi. Sao có một người vậy? Tiểu Ngọc đừng bắt tư Tiểu Ngọc. Vậy không được xiên quá ta sao? Sao hồi nãy ông với bà ta xiên quá? Xiên, xiên, thử đi. Bắt xéo không Tiểu Ngọc, bắt xéo rồi mỗi tên xiên hai người không em? Ôi không được, cứ tưởng mà. Ê, rồi, rồi còn chị Banda với Phong Bi đâu. Thử thách 24 giờ đừng bấm Phong Bi nè. Phong Bi á, Phong Bi á, thì đâu Phong Bi á. Cứ bấm đi, cứ bấm đi. Thử thách 24 giờ đừng bấm Phong Bi nè. Trời cần á.
chị Panda nói câu đó là chị Panda nói thiệt á. Từ đó giờ chơi chị Panda biết mà, biết chị Panda. Bắn chị Panda đi, thú đừng có dốc á. Bắn chị Panda đi, thú nó dốc á. Trời ơi, tôi nói thiệt, không tin chị Panda. Bà Panda, bà Panda, bà Panda, bà nói là bà nghỉ chơi. Bà mà có cái gì là bà nghỉ chơi vậy đó. Bắn bà Panda đi. Trời ơi, bà đi. Bà Panda, bà chỉ nghỉ chơi với người nào thì bà thật sự là cô đơn thôi. Dạ thì tôi tin đây. Bà chỉ nghỉ chơi với người nào thì bà thật sự là cô đơn thôi. Bắn bà Panda đi. Tính tính tôi nè. Bắn tòa Panda đi. Bà chỉ thật sự nghỉ chơi với người nào là cô đơn rồi. Poppy á, ơi. Poppy á. Bắn tòa Panda đi. Thấy không? Ờ, cái gì á? Trời đánh tòa Panda kìa. Đó. Chị đã thề dữ quá, chị đã chị thề. Trời đánh tòa Panda mà. Trời trời đánh, trời đánh luôn. Ủa sao trời đánh kìa? Biết sao rồi. Trời đánh thiệt. Ủa sao trời đánh luôn. Trời đánh, trời đánh luôn. Vô phòng 1 mọi người ơi, vô phòng 1 đi. Tại mình có người mình ăn lỡ thì nó có đúng, nó có đích quá mà. Sao trời đánh kìa. Thầy đưa đánh cho đánh luôn. Ôi anh đánh hồng đó. Anh em lại cho đánh luôn, mà trời đánh luôn. Vậy hai chị, hai em Lâm Nguyễn. Báo hỏng hai skin gỗ nữa, tưởng chắc tôi không biết nó là ai à. Mọi người, ủa sao tôi đang ở phòng thì có mình tôi vậy? Báo hồng đưa đi qua, báo hồng ơi. Báo hồng đây ba em muốn qua đi. Để thôi em muốn, ông không qua được báo hồng. Tại vì ai cũng cho tôi chơi có mình hoài vậy. Vô rồi. Yeah. Tất cả xếp hàng nhanh nhanh nhanh. Đi tới tôi tới đây. Yeah, tôi xem. Báo hồng đâu ra đây? Báo hồng hả? Yeah, mua đờ. Nó trả ra gốc cây nè. Ra gốc cây ở ngoài xe. Ai gốc cây được mà nè. Cái gì? Ai nói tiếng Anh vậy? Lùi tí ra ông ơi ạ. À. Ông có lùi không? Chú thấy ông nó còn gốc cây à? Đâu, gốc cây ông ảo rồi. Nè. Không đâu. Mày thấy thằng nào tắc kè ở đây rồi bắn tới đó. Đây tôi bắn thằng này nè. Đứng lại chạy kìa. Chạy kìa dí bắn nè. Đứng lại. Chắc chắn luôn rồi. Đứng lại. Tao lên tao. Hút rồi hút. Tao ơi mẹ nghĩ tôi có đi làm cái chuyện vậy không? Sao ba thằng này chụm vô có góc mà đứng chu đầu chụm nổi nhau là sao ạ? Là vậy đó. Ê thử bắn vô coi vậy là chết ai. Thử bắn thử đi. Thử nha. Chiến thấu đi. Hít. Chết mấy người. Trời ơi, lầm rồi. Chết mấy người. Lầm rồi. Trời ơi, lầm rồi. Ê, chết cha anh quên. Đáng là tôi phải bắn bó hồng chứ ta. Trời ơi, bắn bó hồng. Bó hồng giờ là có cây, bắn bó hồng á tôi Ngọc. Bắn bó hồng. Bắn cái trát kem luôn. Em đã hù giúp chị tôi Ngọc. Bắn bó hồng á tôi Ngọc. Bắn bó hồng tôi Ngọc. Bắn bó hồng á. Bắn bó hồng ơi, đúng rồi tôi Ngọc. Dí thôi nó bắn nó. Chưa mà, ủa ai bắn gì vậy? Anh bắn tôi Ngọc, bắn bó hồng tôi Ngọc. Bắn bó hồng tôi Ngọc ơi. Đưa dùm ra. Trời. Nghe mời. Trời. Chị không có kìa. Chưa. Chạy chi vậy nè. Trời ơi, một bó hồng hay đô thôi. Dạ hai người ta bước ra đây, đừng có tèo đi nấp, đừng có lại bó cây bó hồng trong đây bó hồng. Bó hồng đâu? Bó hồng chạy đi lại bó cây đi trốn rồi kìa. Bó hồng đây nè, không thấy bó hồng bó hút. Gì? Thấy rồi. Tôi thấy bắn rồi. Bắn cái bà đó cho tôi, bắn nó đi. Từ từ để tôi kiếm nó kìa. Trời ơi. Dạ hãng không, dạ hãng không. Cô đơ thăm. Bó hồng không biết nó làm bó cây làm cái gì nữa. Ngựa nó bắt cái vừa lắm. Chị đa cay. Giờ tắt kè nè nghe. Giờ tắt kè qua. Mặt chị Panda giờ đây như đống cứt ngoài này nè. Tức quá rồi tức kè. Cảm ơn phòng 2 mọi người. Ý chúng ta chạy đi. Chị nói cho người chuẩn phải. Chuẩn phải thì đừng chạy. Em nhắm thôi, đâu có bắn đâu mà chị là sợ. Chạy mới bắn. Chạy. Mà đây chị nói là chị em tới sáng mai đợi mấy em ơi. Phải là chị phải. Chị buồn ngủ chưa? Trời nhìn mặt chị còn tươi rói vậy, buồn ngủ gì? Chị đi tới sáng mai lận. Ủa mấy giờ? Chị tới sáng luôn. Sẽ đây chơi với mẹ đi mọi người. Rồi mọi người comment đây, bạn này ai? Comment nào, bạn này ai nào? Mấy em nữa. Mấy em nữa chứ. Chị mà đến hút để tóc trong lòng của Thái Tử là sao em? Thấy không qua. Con mèo quá. Thôi thôi quá ơi. Ai đầu tiên bắn người đó nha. Thôi thôi là giống lòng Thái Tử. Chọn bó hồng comment số 1. Chọn bó hồng comment số 1 nữa chứ. Số 1 là ai bó hồng? Chọn bó hồng comment số 1. Chọn lấy hút comment số 2. Ai chọn bó hồng comment số 1. Chọn lấy hút comment số 2. Vậy đi cho nó chọn nha. Chọn Tiểu Ngọc comment số 3. Chọn Chị Anna comment số 4. Thôi comment cái tên đi, comment số nghe chết nách quá à. Ừ. Ê, quên đứng đâu vậy? Ủa mấy bạn chọn. Chạy. Bây giờ chị ớt à, chị biết rồi chị chơi, chị mệt, chị bớt là chị ớt à. Ai là mua đơn? Có chơi mệt rồi, khi ngồi á. Giờ muốn thử hai đồng điện thoại không?
hết. Dạ tôi mới là anh này trái tiêu nè, ông là điện trái tiêu, ông đừng có xạo. Dạ anh là điện trái tiêu nè. Anh là điện trái tiêu. Tôi là điện trái tiêu nè, hay đâu nó thằng nghe đó. Thằng nào điện trái tiêu? Tôi. Tôi cứ cố chụp thằng nào điện trái tiêu. Bắt bó hồng cho tôi đi. Tôi là điện trái tiêu nè, ông đừng có xạo. Bắt điện trái tiêu, bắt bó hồng cho tôi. Bó hồng như diễn kìa, bắt bó hồng đi. Hù mấy nhiêu lâu nay tôi không cặp. Dạ. Đã ra gì vậy? Ủa gì vậy? Điện trái tiêu bắt tôi. Ủa? Sao? Gì vậy? Điện trái tiêu mới bắt bó hồng mà. Ôi, tôi có ba bông ba tay súng Mexico. Hình như ông muốn giao Hiro bắn bật lượt. Không có, đâu bắn đâu, chưa bắn rồi. Hiro bắn bóng hồng chưa? Mèo á, chị mèo á. Nè, để nè, Hiro nè. Bắn bóng hồng nè. Làm có. Em phải là đi tích tiêu nè chị mèo. Sao chị có cung nè? Em có cung rồi. Được rồi, giờ chị bắn bóng hồng, em bắn bà Panda, Poppy. Để ăn. Hả? Mèo là đi tích tiêu, mèo là đi tích tiêu nha. Poppy là giả dạng đi tích tiêu á. Trời ơi, vậy là Poppy có kiếm. Có kiếm á, nó có kiếm nó mới dễ dàng. Phải em đâu. Không phải đâu. Tướng Ngọc thề đi, Tướng Ngọc. Thề thiệt. Em thề đi. Thề. Em thề đúng nắm đi. Em thề đúng nắm chị coi đi. Thôi, hồi thề đúng nắm không bắn em. Vậy là em đu đơ đúng không? Chị bắn em. Không, không phải. Chú Bích nè. Chị hãy nói lời nào đi. Chị không phải. Thề đi. Thầy tự đánh đi. Chị đánh. Chị thầy đánh luôn kìa. Chị đánh thầy, chị bả mà là bu đơ rồi đánh thôi. Em thầy có cái cung này, em thầy. Chị không có hề. Chị Panda nó bảo là Buda cài đánh bởi kìa. Tại trên cái mũi cung này. Nè em cầm cái mũi tên ra cho em cho chị coi nè. Em chỉ có mũi tên thôi. Em thấy chị thề là chị mà làm Buda cài đánh chị kìa. Chị không có hề. Chị em nãy giờ không bị cài đánh ta. Qua đi, giờ ba người này người nào. Ai đứng vô, coi chừng cài đánh. Tướng Ngọc em thề lần nữa cho chị coi, Tướng Ngọc. Nè, chú Đích ra nè, em thề của anh cho em thề luôn nè. Thế nào có thầy xuống luôn. Chị không thể nào tin em được nữa, Tiểu Ngọc à. Chị không thể nào tin em được một lần nào nữa. Em chung đích ra nè, em tính cho thầy đụng đắp cái chị ra Tiểu Ngọc. Chị bị lừa hai lần, tôi quá thủ trong một bài lừa cho Tiểu Ngọc. Không ngờ đi. Chơi trò này hắc não quá à. Chơi trò này đón tâm lý con người quá à. Chắc quá đi. Cái này đúng có tâm lý rung đùi luôn á. Này là đánh ô tô luôn á. Bất lục tin với anh Tiểu Cọc quá. Cái giờ này đánh ô tô luôn hết rồi. Đánh ô tô luôn. Cái này không ai, ai tin ai được hết trơn. Không biết phải tin như thế nào luôn á. Giờ mình là dân thường mình bị bắn nó đánh ô tô nữa. Giờ mình bị dân thường mình bị bắn cái mình không biết sao mình chết đó Tiểu Cọc. Ừ. Chết chết quá. Này anh Huynh bắn tôi nè. Bắn gì bây. Rồi. Hãy Innocent hoài luôn. Xếp hàng đi mèo đi tích tiêu. Nãy giờ không anh không được bị tích tiêu nữa. Nãy giờ cũng không đi, không có cái cung luôn. Bây giờ mọi người đánh rồi. Snowson. Ok, trời ơi, đánh lấy cung nha. Dĩ nhiên là mình phải làm gì đó để xứng đáng cái danh hiệu điện tích tiêu đúng không mấy bạn? Xếp hàng cho mình con. Vô. Rồi giờ từng người một đến xếp hàng thề cho tôi coi đi rồi tôi giải quyết. Nè nè. Ủa em thề cũng tin đâu. Thề với mèo nè, tôi mà là điện tích tiêu ha. Tôi sẽ banh xác tôi chết. Ok, rồi tới ông này thề đi. Dĩ nhiên tôi đâu phải điện tích tiêu đâu. Ủa anh nói đâu phải điện tích tiêu đâu. Ủa gì thôi em thèm là điện tích tiêu anh đi đây thèm lại luôn. Phải nè, xin hàng thề lại nè. Thề lại đi. Tôi trong trận này tôi mà làm mua đời tôi banh xác tôi chết á. Rồi Poppy thề biết mà. Poppy thề điện tích tiêu. Ủa quên ông gì cái khúc gỗ thề đi. Cái khúc gỗ thề đi. Tôi sẽ phản nộ Facebook nữa. Trời 99% là ổng luôn á. Thì đâu. Này đụng mũi tên. Đưa 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 đưa. Giờ cũng dám thề luôn á. Thôi trời mưa rồi. Mưa rồi cho tôi đi. Trời mưa cho bọn tao thề trời đánh thôi. Chịu đây chứ có thề trời đánh không. Nè giờ em ném mũi đờ đó. Trời đánh chị Panda nha. Ê. Ủa. Ủa. Kìa. Tôi biết mũi đờ là ai rồi. Thằng ông thổi này là mua đờ nè. Nãy giờ ông xẹt cầm lên ông cho trời đánh thôi. Tiểu Ngọc nè. Bây giờ cũng là trời. Bây giờ họ hay kiếm đổi họ. Tôi có nhận ra ngươi. Nhà ngươi có giá thành to. Tôi có nhận ra nhà ngươi. Đứng lại chưa. Bắn cái mèo bắn đi. Tôi nghĩ là nó rồi. Chắc chắn luôn. À. Hoàng. Dạ sao. Anh hút đi tiếp theo giờ. Dạ nào. Nào, nãy giờ nè, anh lừa lọc dữ lắm, anh mới lấy được cái cung này mọi người biết không? Poppy rồi, hút rồi, Poppy rồi. Dạ, mọi người comment cho ai. Poppy rồi. Comment, anh để tôi đi đọc comment thôi. Giáo ạ. Đọc comment nè. Poppy rồi. Poppy kìa. Để tôi đọc comment từ từ. Tiểu Ngọc. Để hút á, ừ, để hút gần cung mà sao để hút là bu đờ.
Bị ngã. Tiểu Ngọc đúng không? Con bì. Cái thầy đánh là Tiểu Ngọc á. Ok, tụi em không phải là mua đời cho đánh chị anh Đa mà. Ấy. Đấy. Mua đời thấy không? Không chết không chết. Thì cắn gần cái tiểu ngạc. Dạ sao, ai là mua đờ khai ra đi. Tôi nghe em thầy là không phải là mua đờ đánh chị Banda hay không? Mấy lần rồi. Nghe không? Nếu em không phải là mua đờ rồi đánh chị Banda. Vậy là nói là mua đờ rồi. Poppy gì vậy? Đừng bắn gì vậy? Mọi người comment á là Poppy khá là nhiều nè. Khá là nhiều nè. Tiểu Ngọc. Sao anh khá là nhiều nè? Chào Tiểu Ngọc quá rồi. Tiểu Ngọc á, Tiểu Đa. Em thiệt. Em thiệt. Mình làm cái công nè, mình làm này 1, 2, 3. Tại sao mất đi ơi, tại sao em phải? Em đánh lừa anh đó. Em chạy chi vậy? Tiểu Ngọc chạy Banda. Em chạy chạy Banda. Tiểu Ngọc, nãy giờ. Anh đi đâu? Tiểu Ngọc, bắt đi cho Banda. Tiểu Ngọc, bắt đi. Anh đi đâu? Bắt đi. Bắt đi. Anh đi đâu? Hiểu. Tôi đã trẻ mỗi tên thì đúng kẻ thù rồi. Tại sao 16? Nghe nè, tại sao 16 luôn luôn là Buda vậy? Có cái kẻ thù trước mặt, nghĩ sao xong á. Cái trò này tưởng là nguy hiểm á. Cái trò này ghê luôn á, người xấu luôn là Buda luôn á. Ừ, người xấu luôn là Buda. Phòng 2 mọi người, phòng 2 mọi người ơi, phòng 2. Ok bạn thôi, vậy kết thúc live stream mọi người ơi. Dạ vậy. Gần sáng rồi, cho mọi người đi ngủ chứ. Ừ, sáng rồi. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại mọi người những livestream tiếp theo của Mèo nha. Bye bye. Hôm nay mà chơi rất là vui. Các bạn nhớ là team tụi mình là cái team đầu tiên mà bày ra cái trò ma sói ở trong cái Mudder chơi rất là vui luôn. Ok. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. Bye bye.